ATM Lucky, Lộc Gia Phát, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, tại buổi gặp mặt lãnh đạo Hà Nội qua các thời kỳ mới đây, Bí thư Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy hoạch 4 phân khu của sông Hồng. Bí thư Vương Đình Huệ cho biết, trước mắt quy hoạch khoảng 40 km con sông chảy qua địa bàn các quận nội đô. Trên cơ sở chỉ tiêu về thoát lũ là 20.000 m khối một giây và đỉnh lũ là 13,5 m, tức là tuân theo chỉ tiêu mà Thủ tướng đưa ra vào năm 2016 với xác suất là 500 năm mới có một lần. Các đoạn tuyến còn lại của sông Hồng chảy qua Hà Nội nhưng không nằm trong 4 phân khu quy hoạch R1, R2, R3 và R4. Ông Huệ cho biết, thành phố sẽ tích hợp vào quy hoạch của các huyện nhằm giải quyết bài toán sinh kế cho người dân ở khu vực này. Trước khi quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2011, có nội dung quy hoạch khu vực hai bên sông Hồng là trục không gian cảnh quan trung tâm của thủ đô, đã có rất nhiều đề án được đưa ra nhưng chưa đề án nào được phê duyệt. Ý tưởng lập quy hoạch hai bờ sông Hồng nhiều lần bị vỡ kế hoạch do vướng vào quy hoạch thoát lũ của sông Hồng và sông đáy. Khó khăn lớn nhất hiện nay là chưa có số liệu chính xác liên quan đến lưu lượng xả lũ ở bảy đập ngăn trên thượng nguồn của sông Hồng thuộc Trung Quốc nên cần phải nghiên cứu, nếu không sẽ rất nguy hiểm.